Ấy anh chị đang thấy là cano đang đưa khách đi qua khu vực của quán nhậu đảo gà Sáu Lộc. Cuộc sống vui chơi khu vực bên đó thì là trong những quán khá là nổi tiếng tại khu vực Nha Trang. Anh chị muốn đi qua bên đảo gà đó, anh chị bắt cano của quán đi từ đây qua đó mất khoảng 30 giây là qua tới nơi rồi. Hôm nay thì em có một cái lô view sông rất là đẹp nằm ngay vị trí này luôn. Em sẽ giới thiệu chi tiết cho cô chú anh chị mình xem nha. Xin chào tất cả cô chú anh chị và mình đang xem video của em ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì Minh Tông đang có mặt tại vị trí của xã Vĩnh Ngọc thuộc thành phố Nha Trang. Hôm nay thì Minh Tông đang có một cái sản phẩm, một cái đất rất là đẹp với tổng diện tích là 3.000 m². Đây, hiện trạng rất là đẹp nha cả nhà. Bề ngang là 30, hậu nở lên tới là 36 m và tổng chiều dài lên tới gần 100 m. Hiện trạng bây giờ của lô đất này đó là một lô đất là ba mặt tiền đường và với cái quy hoạch nằm ngay cái mặt sông như thế này, cô chú anh chị thì sẽ có quy hoạch một cái bờ kè rộng lên tới là 20 m, thì thành ra cái lô đất này nó sẽ là thành lô đất bốn mặt tiền đường và quy hoạch tương lai, và tổng cái lô này nó sẽ có 3.000 m² quy hoạch đất ở đô thị. Thì cô chú anh chị và mình xem hết video của em để em review chi tiết đến cho cái nhà mình xem nhé. Dạ xin chào cả nhà. Hôm nay thì Minh Tông đang có mặt tại một trong những lô đất mà đẹp nhất tại khu vực của xã Vĩnh Ngọc thuộc thành phố Nha Trang. Một lô đất rộng lên tới là 3.000 m², diện tích thực tế là 3.000 m. Tổng hiện tại của lô đất này trên sổ đang có là 6 sổ nha cả nhà. 6 lô đất, hiện tại có 6 sổ riêng biệt và gộp lại thành một miếng rất là đẹp như thế này. Diện tích tổng trên sổ đang rơi vào là 2.430 m. Và hiện trạng là đất cây hàng năm khác và quy hoạch lên đất ở đô thị toàn bộ. Với cái diện tích thật của lô này thì rơi vào là khoảng 3.000 m². Khi mà chúng ta đo đạc lại, anh chị đang thấy thì cái hiện trạng đất rất là bằng phẳng nha. Toàn bộ đã rào và trồng những cây dừa xung quanh hết rồi. Rào và xây tường, bao bọc thành một lô đất rất là vuông vắn. Bề ngang lên tới là 30, hậu lên tới là 36 m. Có cái bờ kè phía sau nha cô chú chị. Hiện tại là bờ kè sông Cái đang bắt đầu hình thành và để triển khai xây dựng tại khu vực đường Liên Hoa rồi, nằm cách cái lô mình chỉ có 200 m thôi. Đó, khu vực này thì rất là tiềm năng về tương lai phát triển khi mà cái quy hoạch bờ kè nó mở rộng. Thì hôm nay em sẽ quay chi tiết và cũng như là giới thiệu đến cái tiềm năng của lô đất này. Với lô đất này giá cực kỳ rẻ nha cô chú anh chị. Minh Tông xin nhắc lại giá rất rẻ. Để Minh Tông sẽ review hết cho khu vực xung quanh cho cô chú anh chị mình xem, và trước khi Minh Tông sẽ báo giá, anh chị có thể đón xem với một lô đất 3.000 m², hiện trạng 3 mặt tiền đường và quy hoạch thêm bờ kè là thành 4 mặt tiền đường, mà đơn giá chỉ có 10 tỷ, chia ra giá nó chỉ hơn 3 triệu cho 1 m², thì cô chú anh chị mình có đáng đầu tư hay không nhé. Trước khi em sẽ quay một vòng xung quanh về tổng quan cho cô chú anh chị mình xem nhé. Đây, hiện trạng đất rất bằng phẳng, trồng dừa, rào dậu rất kỹ càng. Và bây giờ em sẽ quay phía mặt ngoài cho cô chú anh chị mình xem. Đường hiện trạng là đường bê tông 5 m đi vào tới nơi để xây dựng. Khu vực dân cư hiện hữu đây. Đây, em đang đi bộ ra phía ngoài và quay cho anh chị và mình xem nha. Cái lối đi vào thì đường này là 4 m nha cả nhà, có thể hiện trên sổ. Bê tông thoải mái, ô tô 7 chỗ đi vào tới nơi. Thì nằm cách cái lô đất chúng ta là một cái đường liên thôn. Đường này thì có quy hoạch mở rộng lên tới là 16 m này. Đó, đường này quy hoạch mở rộng lên tới 16 m, rất đẹp. Nằm vị trí khu dân cư. Đây anh chị đang thấy nha. Đó, đường hiện trạng là đường rất rộng, đường bê tông rộng từ 7 m tới 8 m rồi. Từ đây đi thẳng ra tới vị trí của bờ kè Liên Hoa thì mất khoảng vài trăm mét thôi. Cái lô đất chúng ta chỉ cách cái đường chính này thì rơi vào khoảng là 20 m, từ đây tới góc kia là để tới nha cả nhà. Cực kỳ gần. Khu vực này dân cư hiện hữu nha, dân cư. Anh chị đang thấy này, dân rất là đông. Đơn giá bán của đất thổ cư hiện tại khu vực Vĩnh Ngọc này thì rơi vào khoảng là 17 cho tới 20 triệu. Có những lô mà mặt view xong có đơn giá lên tới là 28 triệu trên 1 m luôn cả nhà. Với cái đơn giá hiện tại đang bán mặt tiền đường Liên Hoa nha cả nhà. Mặt tiền đường bờ kè Liên Hoa, những lô diện tích nhỏ thì đang bán rơi vào khoảng là 28 triệu trên 1 m. Thì lô này về tiềm năng phát triển tương lai, lô này rất là đẹp. Về khi mà nó làm bờ kè xong thì cái lô này giá trị nó sẽ tăng lên rất là nhiều lần.
Đây anh chị đang thấy nha, mặt phía trước đây, một mặt tiền bên này nha, một mặt tiền chính về một mặt tiền bên kia. Em sẽ quay khu vực xung quanh nha anh chị nha mình. Khu vực phía ngoài thì nhà cửa là đều ở xây rất là đều rồi, chỉ còn được một vài lô trống nữa thôi. Bên này thì ô tô cũng tới nơi này, để rào từ góc này kéo qua là khoảng 30 mét. Đây bên này sẽ có thêm một cái đường đi ra góc sâu. Hiện trạng là bây giờ đang là ba mặt tiền đường để rào hết rồi, xây dựng như thế này. Cô Nhung hiện tại cô đang còn bán để đi định cư nước ngoài nên cô sẽ để lại cái giá khá tốt cho nhà đầu tư. Sổ thì đầy đủ, quy hoạch rõ ràng, có quy hoạch hiện trạng trên sổ là đường quy hoạch 20 mét, đường ba kè luôn. Đây là cái đường bên hông nha cô chú anh chị. Đây bên hông cũng có 2-3 căn nhà đang ở và có nhà vườn nè. Thì bây giờ em sẽ đi vào phía bên trong và quay chi tiết cho anh chị và mình từ ngoài đi vào cho cô chú anh chị và mình xem nha. Thì từ vị trí của xã Vĩnh Ngọc mà anh chị đi về tới trung tâm thành phố Nha Trang thì hiện tại bây giờ nó có rất là nhiều đường đi. Hồi lúc trước thì chưa có cái vòng xoay nút giao Ngọc Hội thì anh chị sẽ đi thời gian nó xa hơn chút xíu, nhưng mà bây giờ nó có thêm cái nút giao Ngọc Hội rồi á, anh chị rút ngắn lại khoảng thời gian khoảng là 10 tới 15 phút rồi ra tới biển ngay chỗ quảng trường 24 rồi nha cả nhà. Đây hiện tại đang quay vào lúc buổi trưa, trời lên nắng khá là đẹp nha cả nhà. Ở hiện tại trong đất thì trồng một số cây dừa là chủ đạo, có một vài cái mít, đây là xoài, được vài cái xoài, còn đa số là mít với lại dừa. Dừa thì thu hoạch rồi, có trái rồi, rất là nhiều nha. Được cái hậu sau lên tới là 38 mét, còn cái mặt tiền bên này á, là nó 30 mét nha cả nhà. Còn chiều dài từ giữa tim giữa là từ đây kéo xuống kia là nó lên tới là 88 mét. Mặt sau có quy hoạch bờ kè, hiện tại là chủ để chừa sẵn đất rồi nha cả nhà. Cô xây dựng chừa lại cái phần quy hoạch rồi, là có sẵn ở phía sau. Đây, đây là khuôn viên của lô đất này, rất bằng phẳng, hiện trạng là đất cây hàng năm khác và toàn bộ quy hoạch lên đất ở đô thị. Đơn giá chỉ có 10 triệu cho 3.000 m², chia ra chỉ hơn 3.3 triệu một mét thôi. Giá rất là rẻ, rất là hợp lý. Anh chị nhà mình mua lô này đảm bảo chắc thắng luôn đó nha. Đó, hiện trạng rất đẹp. Đây, em quay cụ thể cho cả nhà mình nha. Anh chị nhà mình đang xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh nha. Sản phẩm ngày hôm nay rất là đẹp đến cho cả nhà mình. Vừa rồi thì cô có cho dọn lại vệ sinh và đốt bớt cỏ nên mới ra được cái hiện trạng. Đó, cô đang dọn vệ sinh, đốt cỏ bớt, dọn dẹp lại. Đây, dừa này trồng rất nhiều nha. Dừa trồng hiện trạng rất nhiều, trồng ven theo cái bờ tường nhà chúng ta. Đây anh chị, anh chị đang thấy thì em đang đi ra về khúc phía sau. Phía sau này là để dép xong rồi. Thì cô Nhung, cô xây á, thì cô xây chừa lại cái phần quy hoạch. Đất của chúng ta sẽ kéo dài lại tuốt vào phía sau nha anh chị, phần sau. Nhưng mà cô chừa sẵn cái quy hoạch đó là cô xây hàng rào tới đây. Đó, cô xây thụt vào để chừa sau này quy hoạch gì đó thì không phải xây dựng lại sẽ mất thời gian của chúng ta. Cô xây chừa sẵn luôn, chừa phần sau lại. Thì ở sau có cổng nè, mở khó thì đi ra sau thôi cả nhà. Đây là cái phần quy hoạch đất ở phía sau mà cô Nhung chừa lại đây. Đó, ranh giới chúng ta kéo từ đây xuống tới góc kia. Mặt sau bám xong cái như trang nha. Về tiềm năng phát triển thì khu vực này nó sẽ là cái bờ kè. Đó, chừa sẵn từ góc này kéo qua. Phần đất này là của chúng ta nha cả nhà, chứ không phải là của ai khác đâu. Ranh giới dài ra tới đây luôn. Ranh giới chúng ta, đất của hàng xóm này, dài ra tới ngay vị trí số này. Vừa dọn dẹp xong thì cũng đốt khá là nhiều cây thì nhìn nó thoáng hơn. Ở góc này thì anh chị đang thấy nè, sông cái rộng lắm đó cô chú anh chị. Đây là một trong những cái con sông lớn nhất của khu vực thành phố Nha Trang. Bên kia là khu vực đảo Gà, là một trong những khu vực khá nổi tiếng tại khu vực thành phố Nha Trang. Anh chị muốn đi qua đó thì anh chị buộc phải đi bằng cano nha. Các quán nhậu bên đó nó sẽ có sẵn cano và đưa đón khách từ bờ bên này. Lô đất của chúng ta sẽ cách cái bãi đậu cano đó thì trong vòng khoảng 500-600 mét thôi là đi ra tới. Nhưng mà đứng từ đây nhìn qua anh chị có thể nhìn thấy rõ luôn. Với cái lô này rất là thoáng mát nha cả nhà. Đó, em sẽ quay tổng quan cái khu vực này cho anh chị xem. Sổ sách thì có đầy đủ hết rồi. Anh chị chỉ cần em sẽ gửi thôi. Quy hoạch thì rất là đẹp. Thì em cũng sẽ xu quy hoạch từ đầu video rồi cho anh chị nhà mình coi. Với cái lô này thì
Minh Tông nghĩ là nên đầu tư nha cô chú chị. Đơn giá hiện tại với những lô mà đất thổ cư khu vực này, Minh Tông xin báo giá là không thấp hơn 15 triệu. Giá từ 17 cho tới 18 triệu. Với những lô mà mặt bờ kè hiện trạng bên khúc mặt Liên Hoa thì rơi vào khoảng 28 triệu rồi. Thì mà đơn giá của lô này cây hàng năm khác mà 3.000 mét vuông chỉ có 10 tỷ, thì cô chú chị nhà mình xem xét có thể đầu tư được hay không nhé. Đó, hiện trạng đất của mình nó sẽ kéo dài tới góc bên này luôn. Em sẽ đi qua bên này cho anh chị nhà mình coi luôn. Phía sau thì tre rất nhiều. Cô cũng vừa dọn xong rồi, cô đã dọn dẹp, cô đã đốt bớt một phần rồi. Ở ranh giới của anh chị đang nằm phía bên này nha. Đó, hàng tường được xây dựng hết rồi. Bên này cũng có một cái cổng nè, có hai cổng hai bên. Đất nở hậu rất đẹp. Hiện trạng ba mặt tiền, quy hoạch sau này thành bốn mặt tiền nếu làm bờ kè. Đó, anh chị đang thấy nha, cano đang chạy về đưa khách từ bên quán đi về lại bên bờ bên này. Di chuyển rất là mát. Buổi trưa qua đó ăn uống rất là mát nha anh chị, đặc biệt bên đó bán gà rất ngon. Rất ngon và rẻ nữa. Cô chú anh chị nhà mình nếu mà có dịp nào đi Nha Trang thì bên Tông sẽ mời cô chú anh chị nhà mình qua đó ăn uống và tham khảo khu vực này. Giá bán rất là bình dân và hợp lý. Thì bên Tông bây giờ sẽ đi lại vào phía bên trong và quay sơ một vòng cuối cùng trước khi kết thúc video. Thì bên Tông cũng sẽ báo qua cái thông tin cơ bản. Lô đất này hiện tại nằm tại vị trí khu vực xã Vĩnh Ngọc thuộc thành phố Nha Trang, cách Nha Trang vào khoảng 6,5 km, đi di chuyển mất khoảng 15 phút. Đường hiện trạng là 4m, quy hoạch thành 4 mặt tiền đường. Diện tích thật là 3.000 m2, đơn giá bán là 10 tỷ. Đất cây hàng năm khác quy hoạch toàn bộ đất ở thành 4 mặt tiền đường, quy hoạch tương lai. Rất rất đẹp nha cả nhà. Rồi, thì bây giờ Minh Tông cũng sẽ kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị nhà mình quan tâm sản phẩm ngày hôm nay thì cứ liên hệ với em. Em sẽ gửi đầy đủ thông tin và giúp cô chú anh chị nhà mình đầu tư sản phẩm này một cách tốt nhất với đơn giá hợp lý. Minh Tông xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình vào video tiếp theo các em ngày hôm sau nhé.